Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Chứng hình của cô chú anh chị các bạn, đây là những hình ảnh của khu vực khu đô thị Nam Sông Cái của huyện Diên Khánh ngày nay nè quý vị. Em đang đứng gần đây là con đường Trần Quốc Toản, gần trung tâm hội nghị tiệc cưới Vân Gia Phát nè. Và chứng hình của cô chú anh chị các bạn là giao giữa con đường Nguyễn Huệ và con đường Trần Quốc Toản. Vị trí này rẽ qua bên tay trái là ngay vị trí của cầu Thành này. Trước màn hình của chú anh chị các bạn từ xa đó là cầu Thành Diên Khánh ngày nay. Giao giữa con đường Trần Quý Cáp và con đường Nguyễn Huệ. Và em đang đi này là một trong những con đường tuyệt đẹp của khu đô thị Nam Sông Cái ngày nay. Nam Sông Cái Diên Khánh vậy. Bên này là bờ Nam của con sông Cái, bên kia là bờ Bắc con sông Cái của Diên Khánh. Và bên bờ Bắc là con đường Trần Phú, bên này là con đường Nguyễn Huệ. Con đường này nó dọc với khu đô thị rất là đẹp. Khu đô thị ở đây thì nhà dân cư cũng lên được khoảng 50% rồi mặt đồ. Và con đường này là con đường chính, nó dọc con sông Cái rất là đẹp, view sông Cái rất là thoáng. Cho nên là đa số dùng kinh doanh ở đây, có quán cà phê nâu nè, cà phê. Ngày nay Diên Khánh cũng đã kết nối một số con đường hết rồi, như con đường Nguyễn Trãi rồi là cũng đã kết nối qua quốc lộ, rồi con đường tỉnh lộ 2, con đường D6 kết nối quốc lộ 27C, tỉnh lộ 2 là đi Diên Lạc, rất là nhiều những cái con đường kết nối với nhau để mở rộng có thể thị trấn lên thị xã. Con đường này dọc sông Cái rất là mát mẻ luôn. Và đường Nguyễn Huệ này nó cũng kết nối, đang được thi công kết nối vậy. Cô chú anh chị bạn lưu thông thẳng theo hướng này là có thể ra vào lại với con đường quốc lộ 1A này, con đường quốc lộ mới á vậy. Ra ngay vị trí của ngã ba Thành. Còn đi ngược lại thì cô chú chị bạn sẽ, hiện nay thì cũng đang có xây dựng một cái cây cầu là kết nối con đường Nguyễn Huệ này qua bên con đường tỉnh lộ 2 đi xã Dương Lạc, rất đẹp. Hiện tại cây cầu đang được thi công. Lúc trước có đi Dương Lạc rồi là phải đi qua cây cầu Hà Dừa, đi đường Nguyễn Trãi qua cầu Hà Dừa rồi đi trên tỉnh lộ 2 đi Dương Lạc. Ngày nay có thể đi trên con đường Nguyễn Huệ này, đi thẳng qua cây cầu đó luôn, cây cầu đang thi công đó luôn, là có thể qua tỉnh lộ 2 Diên Lạc luôn, gần hơn, khỏi phải đi một cái đường vòng qua cầu Hà Dừa nữa. Dạ, và đây là những hình ảnh của con đường quốc lộ 1A mới nè. Theo vị trí này rẽ phải thì đi vào Nam, rẽ trái là đi ra Bắc. Ngay chỗ này là có cây xăng Petrolimex đấy vậy, và bên hông của cây xăng cũng đang có một con đường là đi qua khu đô thị, khu dân cư Phú Quang Nam của xã Diên An, và có thể ra con đường 23 tháng 10 được luôn. Thì có thể mai mốt ngay vị trí này có thể sẽ là một cái ngã tư để mà kết nối giữa con đường Nguyễn Huệ này với con đường đi qua khu dân cư của Diên Khánh, khu dân cư Phú Quang Nam của Diên An, huyện Diên Khánh. Và dọc đây là những cái khu vực giao nhận hàng Bắc Nam nè, thì những chiếc xe Bắc Nam mà gửi hàng đồ mà đến Nha Trang á là mới đi vào khuya, tối là 1-2 giờ sáng rồi á, thì họ sẽ bỏ hàng ở những cái chỗ gửi hàng này, rồi người dân có thể hôm sáng hôm sau sẽ lên lấy, coi như là trả lại một cái phần phí gửi bãi để mà họ giữ hàng dùm vào lúc nửa đêm. Cho nên là về khuya rồi á là cái đoạn này là rất là đông, đông đúc xe đồ hay dừng, và các cái cửa hàng đó họ hoạt động vào ban đêm ngoài kia luôn rồi. Và vào đây là những hình ảnh của cây cầu vượt ngã ba Thành. Con đường này là con đường Hùng Vương thuộc quốc lộ của huyện Diên Khánh. Ngay vị trí đèn xanh đèn đỏ này rẽ bên tay phải thì cô chú chị bạn sẽ đi vào con đường Lạc Long Quân, hướng đi vào trung tâm của thị trấn Diên Khánh.
Còn rẽ bên trái thì sẽ đi vào con đường 03 tháng 10 hướng đi xuống trung tâm của thành phố Nha Trang. Dạ, em đi qua đây là thuộc con đường 23 tháng 10 rồi đấy vị. Đoạn này thì nó thuộc địa phận của xã Diên An, thì Diên Khánh ngày nay. Trước màn hình cô chú anh chị bạn đó là cây dầu đôi, một trong những cây di sản của tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh cây dầu đôi là có cái miếu Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong. Đó, cây dầu đôi này rất là lớn vị, nó là một cái địa danh rất là quen thuộc đối với người dân ở Nha Trang cũng như là tỉnh Khánh Hòa, và đối với các cái nhà xe, khi mà quý vị đi xe mà muốn đến Nha Trang là muốn dừng ở cây dầu đôi, chỉ cần nói cho xuống cây dầu đôi là có thể họ sẽ biết ngay cái địa danh của cây dầu đôi này. Từ ngay vị trí của ngã ba Thành mà xuống trung tâm của thành phố Nha Trang đi theo hướng này là tầm khoảng 8 cây số nữa. Đoạn này thuộc cây số 8 này. Trên con đường 23 tháng 10 thuộc địa phận của xã Diên An, huyện Diên Khánh này á, là nó không có tên đường quý vị. Nó không có số đường. Xin lỗi, nhầm. Không có số. Cho nên là không có biết được ở vị trí đây là số mấy cả, nó chỉ để là địa chỉ ở đường 23 tháng 10 thôi. Nên là khi đi tìm nhà ở đoạn này chắc cũng khó khăn này. Phải nói cái địa điểm gần chỗ nào, ví dụ gần quán cà phê hoặc là gần cái quán gì đó, cái tiệm gì đó. Tại dọc trên con đường này là đa số là buôn bán kinh doanh rồi, có cả tiệm xe máy rồi quán cà phê rồi rèm màn tạp hóa ăn uống, bán cái đồ điện điện tử inox đầy đủ. Đường này là con đường chính, đường này rất là rộng, nó ba làn đường, mỗi bên là ba làn, tổng cộng là 6 làn. Chính giữa là có cái bồ hoa rất là đẹp. Trên này buổi chiều cũng bán đồ ăn nữa, các cái quán vịt rồi. Buổi sáng thì bán cơm tấm rồi bún, bún chả cá, phở. Rồi các cái quán cà phê vào buổi sáng và buổi tối. Trời, chỗ này có dàn hoa giấy mát quá ha. Trời, hoa giấy nó vừa che mát mà nó vừa mùa hè này là nắng nở rực luôn. Có hoa phượng cũng đã nở rồi vậy. Sắp tới mùa hè rồi, các em học sinh là đang thi cuối kỳ và chuẩn bị là chắc sang tháng 6 là nghỉ hè rồi vậy. Nha Trang sắp vào mùa hè rồi, chuẩn bị đón khách du lịch trong kỳ nghỉ hè này. Và trong dịp nghỉ hè này là Nha Trang cũng đang chuẩn bị các cái chương trình để mà nhằm kích thích vào cái mùa hè du lịch cho nó sôi động hơn. Và dự kiến vào tháng 6 này là nó có cái liên hoan du lịch biển vậy, diễn ra trong vòng 3 ngày. Này là đường 3 tháng 10 với cây dúi. Đó, lúc trước mà gần tới Tết rồi vậy. Ôi, chỗ này đốt cái gì bay khói mùi mùi mùi. Gần Tết á, là đoạn dọc đoạn này là thường hay bắn hoa. Bắn hoa mai, rồi quất, rồi cúc dọc trên đoạn này của con đường 23 tháng 10 thuộc địa phận xã Diên An của Diên Khánh. Tiếp Nha Trang hôm nay cũng khá là nắng nóng rồi. Nay bắt đầu vào mùa hè nó nắng trở lại rồi.
ban ngày là nắng, ban đêm thì nó cũng rực lắm. Mấy bữa trước thì cách đây tuần trước thì nó có mưa, nóng là nó có mưa, nhưng mà tuần này là không có mưa nữa. Bắt đầu mùa hè rồi cho nên nhiệt độ nó tăng dần rồi. À, chỗ này có chỗ cho thuê mặt bằng rộng quá. Và bên trước màn hình của cô chú các bạn đó là cái cổng chào. Cổng chào để đi vào địa phận của thành phố Nha Trang. Hay vị trí này là cái cầu Ông Bộ nè các bạn. Bên này của cái cầu Ông Bộ là thuộc địa phận xã Diên An. Còn qua bên đây của cầu Ông Bộ là thuộc địa phận của xã Vĩnh Trung. Ngay vị trí này mà rẽ bên tay trái á, đi vào thôn Võ Cạnh. Rẽ bên tay phải là đi vào thôn Võ Dõng của xã Vĩnh Trung ngày nay. Xe phía Nam có một cây xăng rất là tiện lợi.
mì Quảng, bún riêu, có cả cà phê luôn. Vừa ăn sáng xong là uống cà phê. Và những cái quán họ đặt ở vị trí đó rất là thuận lợi đó. Những ai thích chưa ăn sáng thì có thể tới ăn sáng rồi ăn xong rồi uống cà phê luôn, sát bên. Phòng này là thuộc xã Vĩnh Thạnh rồi đấy, xã Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Hiệp. Đây, chỗ này là trường tiểu học của xã Vĩnh Hiệp này, cơ sở 2. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị bạn đã xem video. Xin kính chào cô chú chị bạn.